Dạ vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, và kính thưa quý vị và các bác, trước đây thì em cũng đã có những cái video mà hướng dẫn các bác làm chủ những cái chiếc vang cơ hoặc là làm chủ những cái chiếc âm ly nhà các bác. Và em cũng đã có những cái video mà hướng dẫn các bác ghép nối giữa nâng tiếng và vang cơ. Đấy, rồi là giữa nâng tiếng và âm ly. Thì hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều bác cũng gọi điện về bên em là hỏi về những cái cách chỉnh về vang cơ. Cách chỉnh về vang cơ và cách đấu nối, cách ghép nâng tiếng. Thì hôm nay em sẽ làm cái video về hướng dẫn các bác chỉnh qua một chút về cái vang cơ nhé. Đó là theo cái cảm nhận của em và theo cái sự hiểu biết cực kỳ là ít ỏi của em. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn qua một chút về cách chỉnh vang cơ. Thì vang cơ thì đầu tiên thì các bác có thể nhìn thấy, đầu tiên thì ở trước mặt các bác đây thì nó chiếc vang cơ BIK FX8 này. Thì nói chung vang cơ thì những cái chức năng của nó, những cái chức năng thì nó cũng xem nhau thôi. Đấy, nhiều con thì nó sẽ có thêm revert chẳng hạn, như những cái chiếc này. Như những chiếc này thì nó sẽ có thêm revert riêng nhé. Đấy, và 8 chế độ hát của nó. Đấy, còn những cái chiếc vang cơ bình thường như thế này thì nó sẽ không có. Nhưng mà tất cả những núm delay, repeat, rồi là bass, trung, chép, rồi là echo các thứ là nó sẽ đều có nhé. Đấy. Thì bây giờ đầu tiên thì đây là các bác chỉnh to nhỏ của mic thì em không nói qua nữa. Đấy, đây thì các bác nào cũng biết rồi. Đây là núm chỉnh delay. Núm chỉnh delay. Delay là gì? Vâng, và đây là delay. Delay thì nó chỉnh về cái gì? Đây. Delay nó chính là cái chỉnh dài ngắn. Dài ngắn của cái tiếng vọng lại. Nên 1 2 rất là ngắn rồi phải không ạ? Đây, bây giờ em sẽ cho lên nhé. Nên 1. Các bác có thấy nó nhại lại rất là dài không ạ? Nhại lại cực kỳ là dài đúng không ạ? Vâng, bây giờ em sẽ cho lên 50 nhé. Và các bác có thể nhìn thấy đây là nút repeat này. Repeat này thì nó là lặp lại bao nhiêu lần? Nên 1 2 lặp lại rất là ít đúng không ạ? Một lần thôi. Nên 1 2 1 2 đấy, lặp lại nhiều hơn một chút nhé. Bây giờ em sẽ cho về hướng 3 rồi. Nên đây các bạn có thể thấy nên một cái là nó lặp lại cực kỳ là nhiều phải không ạ? Đấy, và các bác làm chủ được hai cái núm này cho em là các bác đã thành công 50% rồi. Nay 1 2 6 7. Nếu mà khi các bác hát karaoke mà bác nào thích nhại nhiều, echo nhiều thì các bác cho lên tầm hướng 12 rưỡi cho em là vừa. Đấy. Và khi các bác làm chủ được hai cái núm này và các bác biết công dụng của hai cái núm này thì các bác chỉnh nó rất là dễ nhé. Đây là chỉnh đây là chỉnh bass của nó này. Nên 1 2 đấy, tiếng của em cực kỳ là dày đó. Tiếng lặp lại mấy chỗ á. Nên 1 2 2 đấy, tiếng mỏng dính luôn. Nên như giọng của em thì em phải trao tầm hướng 1 giờ. Nên 1 2 còn đây là âm trung nhá. Âm trung. Nên 1 2 6. Nên 1 2 6. Đấy, tiếng của chúng ta sẽ bị đục luôn khi chúng ta cho cái trung này lại. Và khi chúng ta cho lên thì tiếng rất là trong và sáng. Rất là trong và sáng. Còn đây là chỉnh chép của nó đây. Nên 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 1 2. Đấy. Tiếng chép nhiều hơn nhé. Còn đây là echo này, echo tổng này. Nên 1 2
6 1 2 6 6 Còn đây là chỉnh bát của mic này. Nên 1 2 1 2 tiếng cực kỳ là mỏng phải không ạ? Hầu như là không có bát rồi. Đây em chỉnh cho mình này. Nên 1 2 6 Hát nữa đi em, lỡ ngày kia sông cạn đã mòn. Đấy. Và đây là các bác chỉnh phần chung của mic nhé. Nê 1, 2, 3, 4 1, 2 Tiếng bị đục phải không ạ? 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 2, 6 1, 2 1, 2 Đây, đã không có chép rồi nhé. Nê Nê 1, 2 Đây, chỉnh chép của nó. Như ba cái này thì em đều cho lên hướng tầm hướng 12 rưỡi hoặc là hướng 1 giờ thì nó rất là ok. Còn đây là chỉnh về phần nhạc đây. Bát, chung, treble và đây là chỉnh cân loa. Chỉnh cân loa thì cũng ít có những cái vang có nhé. Ít có vang có chỉnh cân loa. Đây là chỉnh phần nhạc. Đây là chỉnh phần mic tổng. Đây là chỉnh phần nhạc. Đấy. Và đây thì là những cái cách chỉnh vang cơ bản nhất. Và nếu các bác nắm được một chút xíu như vậy thôi thì các bác chỉnh cái vang cơ nhà các bác cũng cực kỳ là ok rồi. Em chúc các bác thành công. Chúc các bác sớm làm chủ được những chiếc vang cơ, những chiếc âm ly của nhà mình. Và bây giờ thì em xin phép em được khép lại video tại đây. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác được nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video tiếp theo.